Chào tất cả các bạn, bạn đã kết hôn được 6 tháng tới 1 năm và bạn đang mong có em bé nhưng mãi chưa có. Và bạn rất lo lắng là không biết liệu mình có phải nằm trong con số những người mà bị hiếm muộn hay không. Mình Lê Mỹ, người chia sẻ trong chuyên mục Người Hiếm Muộn Hạnh Phúc sẽ giúp các bạn đưa ra 4 cái bước để mình chuẩn bị đi cái hành trình đi khám hiếm muộn. Đầu tiên là các bạn sẽ phải có cái sự trao đổi giữa vợ và chồng. Trước khi bắt đầu hai vợ chồng phải thảo luận trao đổi với nhau. Các cụ nhà ta có câu là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Thì cái việc đi khám hiếm muộn này nó khác với những cái việc đi khám bệnh khác là một mình cũng được, nhưng đã đi khám hiếm muộn nhất định các bạn sẽ phải có cả đủ vợ và chồng cùng đi theo. Một người sẽ không giải quyết được vấn đề. Thứ hai nữa là sau khi mà vợ chồng bàn bạc được rồi thì bạn cần có phải tìm một cái địa điểm thăm khám uy tín. Thì có rất là nhiều cái địa điểm thăm khám ngày nay, các bạn có thể là lựa chọn phòng khám hoặc là các bệnh viện lớn. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn những cái bệnh viện lớn, bởi vì tại các bệnh viện lớn thì có đầy đủ máy móc cũng như là cái phương tiện để xác định cái nguyên nhân ban đầu cho các bạn được chính xác nhất. Đó, thì mình nên là tìm những cái bệnh viện lớn có uy tín. Và thứ ba nữa là các bạn sẽ phải chuẩn bị về tài chính. Tuy nhiên thì cái việc mà đi khám ban đầu này nó không tốn hết là nhiều, nhưng mà các bạn cũng vẫn phải chuẩn bị tài chính để mình sẵn sàng. Nó rơi vào tầm độ khoảng từ 5 đến 7 triệu và các bạn phải chuẩn bị cái khoản tiền như thế để đi thăm khám. Và trong quá trình bạn khám ra bệnh như thế nào, bác sĩ lại sẽ tư vấn bạn tiếp là mình sẽ phải cần bao nhiêu tiền để cho những cái bước tiếp theo, đấy thì là về sau. Và cuối cùng là bạn sẽ phải, cái vấn đề cuối cùng này, cái vấn đề rất quan trọng các bạn phải chú ý đây, tức là cuối cùng ấy là sau khi mà các bạn đã được bác sĩ tư vấn rồi thì các bạn phải xem xét thật kỹ, phải phân tích cái tình huống trước khi quyết định là mình có chữa trị, có điều trị cái bệnh đấy hay không. Lý do mà mình nói cái vấn đề này rất quan trọng là bản thân mình đã từng gặp một vấn đề trong cái quá trình khám hiếm muộn là mình đã quá vội vàng khi quyết định theo cái chỉ định của bác sĩ. Là cái ngày đấy mình đi khám là bác sĩ kết luận là mình bị ứ dịch vòi trứng và chỉ định là mổ vòi trứng. Và mình kiểm tra lại, thứ nhất là đi, có thể là đi một là đi khám lại ở một cái cơ sở khác, hoặc là mình sẽ phải đi tìm hiểu xem là liệu rằng cái việc mà mổ can thiệp như thế đã tốt hay chưa, hoặc là có cái biện pháp nào mà có thể là trước khi mà mình nên cần làm cái biện pháp đấy không, thì mình sẽ phải nghiên cứu thật là kỹ. Bởi ngày đấy thì bản thân mình cũng đã vội vàng và mình cảm thấy là hơi hối tiếc về cái việc mà mình quyết định can thiệp mổ vòi trứng quá sớm và cuối cùng là kết quả cũng không thông. Đấy, thì các bạn sẽ phải rất là lưu ý trong cái việc mà mình sẽ đưa ra quyết định là mình hành động như thế nào. Vậy video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 4 cái bước. Đó là thứ nhất là có sự trao đổi của vợ chồng. Thứ hai là tìm một điểm thăm khám có uy tín. Thứ ba là chuẩn bị cả tài chính. Và thứ bốn là cái quyết định đưa phải suy nghĩ thật là thấu đáo trước khi, tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Video ngày hôm nay mình xin chia sẻ đến đây và hẹn gặp lại trong các bạn trong các video tiếp theo. Nếu như mà bạn có câu hỏi gì về cái xoay quanh cái vấn đề này hoặc là hơn nữa thì các bạn có thể để lại comment và mình sẽ sẵn sàng ở đây và trả lời các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.